Theo đó, Sở Y tế cử 4 tài xế và 3 xe cứu thương đến hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian tăng cường công tác không quá 30 ngày kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2021 và theo sự điều phối của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Trong dịp này, lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắc đã tặng 150 chiếc khẩu trang và 120 bộ quần áo bảo hộ cùng kinh phí hỗ trợ cho đoàn công tác. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắc đã khái quát về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và gửi gắm niềm tin tưởng với đoàn công tác, đồng thời lưu ý với đoàn công tác không được chủ quan lơ là, phải đảm bảo an toàn cho bản thân, vừa phải thực hiện tốt nhiệm vụ được sao.